thưa các bạn kính quý hiện nay không chỉ riêng gì ở ta mà từ nhiều nơi rất nhiều người đã biết đến thiền và thực tập thiền tôi là người đến sau không chỉ riêng ở lĩnh vực này mà các lĩnh vực khác tôi mãi mãi là người đến sau mon men mãi mà vẫn chưa hiểu biết gì chưa nói đến thực tập để hàng ngày thấy an lạc hơn Tôi thường lấy lý do là bận rộn để không thực tập và cứ lần lỡ mãi. Hôm nay xin mạnh dạn dâng các bạn bài Biên Clinton Tụng Kinh Ăn Chay Ngồi Thiền đăng trên trang hoa vô ưu.com Bài viết của Huyền Lam Số ra ngày mùng 4 tháng 2 năm 2015 ạ trong nỗ lực bổ sung thêm những thay đổi tốt đẹp mà cựu tổng thống Bill Clinton đã đạt được cho sức khỏe thời gian gần đây, ông nhắm đến cải thiện phần nội tâm, tinh thần. Tạp chí Radar online tường thuật rằng ông Bill Clinton 66 tuổi hiện đang học riêng với một nhà sư Phật giáo để thư giãn, thân tâm và giảm thiểu căng thẳng. Vào năm 2010, khi sức khỏe có triệu chứng đáng sợ và sau khi trải qua phẫu thuật tim, ông Clinton đã trải qua đã chuyển qua chế độ ăn chay rau quả, giảm hơn 10 kg, 24 pound. Việc thay đổi này đã cứu sinh mạng ông Clinton. Trong buổi phỏng vấn với CNN, ông Clinton kể khi tim tôi trục chặt lần thứ hai vào năm 2010, bác sĩ đã gắn ống nhân tạo Stent vào động mạch máu. Sau đó tôi đã vượt qua mọi thử nghiệm sức khỏe 100%. Tôi cảm thấy rất sung mãn, nhưng các chất cặn như dầu mỡ, thức ăn động vật từ từ đóng quanh vành mạch máu. Rồi tôi quyết định, tôi muốn sống để nhìn mặt cháu ngoại và tôi quyết tâm thay đổi hoàn toàn một nhân vật kể cho tạp chí radar rằng việc cựu tổng thống clinton thực tập thiền định đã giúp cải thiện sức khỏe tổng quát ông ta có một cuộc sống vô cùng bận rộn trong nhiệm vụ là sứ giả hoa kỳ ông phải làm việc và đi khắp nơi ông ta cần một cái gì đó để ổn định tinh thần thiền đã cho ông ta điều đó Ông rất thích tụng kinh một bài kinh, một bài chú. Sau mỗi buổi thực tập, ông thấy mình được chuyển đổi tràn đầy năng lượng. Thiền và tụng đã đem đến cho ông cả một thế giới tốt đẹp. Ông ta cảm thấy gọn gàng và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Theo Trung tâm Dữ liệu Y tế, là mạng tư vấn y tế lớn nhất toàn cầu các nghiên cứu và thử nghiệm đã chứng minh thiền không những giảm chứng cao máu mà còn giúp tăng sức đề kháng chống lại bệnh tật, cải thiện hệ thống miễn nhiễm. Thưa các bạn kính quý, và sau đây xin mời các bạn nghe bài thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về bí quyết hạnh phúc. Bài viết trên trang người đưa tin, cơ quan của Hội Luật gia Việt Nam ạ. Chúng tôi xin trích đọc Sở dĩ người Tây Phương theo chúng tôi học hỏi, thực tập nhiều Vì chúng tôi không hiến tặng cho họ đạo Phật của Đức Tin Mà hiến tặng cho họ đạo Phật của sự thực tập kinh nghiệm Những khóa tu tổ chức ở New York, Los Angeles, Boston, London Thường có trên 1.000 người tới tu liền 6-7 ngày trong những ngày đó họ thực tập những phương pháp cụ thể trước hết lấy ra hết những căng thẳng trong thân tập buông thư lấy ra những căng thẳng trong tâm tập nhận diện và ôm ấp những đau buồn lo lắng sợ hãi của mình nhìn sâu vào để có thể nhận diện những bản chất tâm hành đó rồi nhìn vào người thân của mình để thấy trong họ có căng thẳng trong thân tâm để phát khởi lòng thương chấp nhận họ lúc đó mình cởi bỏ được thái độ trách móc vì có sự lắng dịu trong thân tâm học thêm để được phương pháp ái ngữ và lắng nghe hiểu được khó khăn và bức xúc mơ ước khổ đau của người kia từ đó chấp nhận để giúp đỡ họ không nói những lời chua chát buộc tội lên án thì có thể giúp người kia hiểu được, thấy được những nhận thức sai lầm của họ để thay đổi. Đó là phương pháp cụ thể. Chỉ cần tu trong 6 7 ngày là có thể đạt được những tiến bộ rất lớn rồi. Không khóa tu nào mà không có phép lạ xảy ra. Vợ chồng hòa giải, cha con làm hòa là chuyện rất thường. Có điều lạ lùng nếu hai người cùng tới một khóa tu thì sự chuyển hóa dễ dàng là đúng. Nhưng có trường hợp chỉ một người đến khóa tu, chuyển hóa và có khả năng nói được lời êm dịu và lắng nghe được khó khăn của người đối thoại. Đến ngày thứ sáu, chúng tôi cho phép dùng điện thoại di động để thực tập lắng nghe và ái ngữ. Và có nhiều người đã báo cáo rằng chỉ dùng điện thoại di động đã có thể hòa giải với người kia ở nhà là bố, mẹ, anh chị em, vợ, chồng, con. Khi nghe báo cáo như thế thì chúng tôi rất hạnh phúc vì biết rằng mình đã giúp được nhiều người. Năm giới là sự thực tập cụ thể của tình thương. Thực sự chúng tôi không có ý quyến rũ người ta theo đạo Phật, nhưng vào cuối khóa tu, người xin quy y và thọ năm giới rất đông có những khóa tu mà 6 7 ngàn người phương Tây quỳ xuống xin quy Phật, Pháp, Tăng và thọ năm giới. Vì họ biết rằng năm giới là sự thực tập cụ thể của tình thương. Giới thứ nhất là bảo vệ sự sống, không chỉ của loài người mà động vật, thực vật, khoáng vật. Giới này đi theo đường lối bảo hộ môi trường không chỉ bảo vệ con người mà còn bảo vệ các loài khác, trong đó có thực vật và khoáng vật. Giới thứ hai là chia sẻ thời giờ và tài vật của mình với những người thiếu thốn, đừng làm dụng và bóc lột người khác. Đó là giới không trộm cắp, không bóc lột, trái lại là hiến dâng, là thực tập của tình thương. Giới thứ ba là không tà dâm, không làm dụng tình dục bảo hộ trẻ em, bảo hộ những cặp vợ chồng, đó cũng là tình thương, vì bao nhiêu trẻ em lớn lên trong gia đình không giữ giới thì đau khổ vô cùng. bởi vậy, sự thực tập giới thứ ba là không ăn nằm với những người không phải là vợ chồng, không làm dụng tình dục, bảo hộ cho những đôi nam nữ, bảo hộ trẻ em cũng là thực tập của tình thương. giới thứ tư là sử dụng ái ngữ và lắng nghe để tái lập truyền thông giữa những người thân cũng là sự thực tập tình thương giới thứ năm là tiêu thụ trong chính niệm chỉ tiêu thụ những sản phẩm mang lại sự an lạc cho thân tâm mình còn những sản phẩm có độc tố như phim ảnh sách báo thì những độc tố đó sẽ làm thân tâm bị hủy hoại biết chọn đối tượng tiêu thụ cũng là sự thực tập của tình thương bảo hộ xã hội bảo hộ con người khi họ thấy nam giới là phương tiện bảo hộ mình và những người thương thì đó không còn là đức tin mơ hồ mà là những thực tập cần thiết họ tiếp nhận nam giới với thái độ khoa học chứ không phải người đi tìm đức tin nên họ thấy không chống đối gì với truyền thống tôn giáo của họ theo làng mai. Thưa các bạn kính quý, cảm ơn các bạn lại hạ cố ghé xem. Kính chúc các bạn thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Thân ái kính chào các bạn.